Sau một tháng chương trình, tạp chí Đẹp phát động cuộc thi ảnh Tôi tự tin, tôi tỏa sáng. Thí sinh may mắn đầu tiên có lượt bình chọn nhiều nhất trong tuần 1 tháng 9 đó là tờ báo danh 004 Đỗ Hoàng Lan Ngọc. Ekip thực hiện chương trình cũng đã ghi lại được những hình ảnh đẹp của Đỗ Hoàng Lan Ngọc tại buổi chụp hình ngoài trời do nhiếp ảnh gia Nguyễn Đăng Huy tại studio Louis Vũ 12A Mai Hắc Đế thực hiện. Lan Ngọc được các chuyên gia tư vấn về trang phục cũng như lựa chọn phong cách trang điểm để phù hợp nhất với cá tính của Lan Ngọc. Ngọc sở hữu cái khuôn mặt là tương đối là giống chị Lý Nhã Kỳ, đôi mắt to và hút hồn người xem. Với góc mặt này thì chỗ nào chụp cũng đẹp. Form người nhỏ, dáng của Ngọc thì là tương đối là hài hòa. Còn có một số cái nhược điểm của Ngọc là Ngọc chưa chuyên về về tạo dáng như lắm, vẫn còn hơi gợn gạo, rất là cứng. Nhưng mà sau cùng thì mình hai bên cũng phối hợp với nhau để chụp được những bức ảnh rất là đẹp và cá tính. Hóa thân trong các bộ trang phục khác nhau, Lan Ngọc mang đến một hình ảnh mới mẻ, khác với hình ảnh ngoài đời của Lan Ngọc. Lợi thế về chiều cao ngoại hình, Lan Ngọc được stylist của chương trình lựa chọn những bộ trang phục có thể làm tôn lên lợi thế mà Lan Ngọc đang sở hữu. Ba bộ trang phục với ba phong cách khác nhau, lúc ngọt ngào cá tính, lúc cá tính năng động, chắc chắn sẽ giúp Lan Ngọc có thêm những gợi ý nho nhỏ về gu thời trang cũng như lựa chọn phong cách thể hiện bản thân. Cảm nhận của mình về Ngọc thì bạn ấy rất là có ưu điểm vì gương mặt của bạn rất là cân đối, như là mắt to, mũi cao, rồi có một chiều cao cũng rất là lý tưởng. Chính vì những ưu điểm như này thì mình đã lựa chọn cho Ngọc một phong cách trang điểm cá tính và cách ăn mặc thì đa phong cách, để khi mà xuất hiện trước đám đông thì Ngọc là sẽ là một cô gái cực kỳ cá tính và ở đâu cũng thể hiện được cái gu riêng của mình. Không chuyên nghiệp trong cách tạo hình, nhiếp ảnh gia Đăng Huy luôn giúp đỡ và tư vấn cho Lan Ngọc để trong các bộ trang phục Lan Ngọc có thể có những bức hình đẹp nhất cho riêng mình. Đều là những thí sinh không chuyên, nhưng với sự giúp đỡ của cả ekip chương trình, hứa hẹn sẽ mang đến cho Lan Ngọc một hình ảnh đẹp và cuốn rũ hơn. Hãy cùng chương trình Tạp chí Đẹp lắng nghe cảm nhận của Lan Ngọc khi tham gia cuộc thi ảnh Tôi tự tin, tôi tỏa sáng. Tình cờ mình biết đến cuộc thi qua truyền hình và mình đã tìm hiểu đăng ký dự thi. Rất bất ngờ là mình đã được là một trong ba thí sinh của tháng đầu tiên. Khi tham gia chương trình thì mình được sự giúp đỡ, tư vấn của các anh chị trong chương trình về các gu thời trang, về các phong cách thời trang và được trải nghiệm thực tế cùng với lại cả mọi người. Mình cảm thấy rất là thích thú. Xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình Tạp chí Đẹp và cuộc thi ảnh Tôi tự tin, tôi tỏa sáng trong suốt các vòng thi. Thẩm mỹ viện Thiên Hà tại 176 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Hair Specialist by Minh Phương tại 84 Trần Quốc Toản, Hà Nội. Thời trang Mayhouse Designer tại 22A Hạ Hồi, Hà Nội. Ảnh viện Louis Vũ Studio tại 12A Mai Hắc Đế, Hà Nội. Thí sinh tiếp theo được lựa chọn vào vòng 2 của tuần 1 tháng 10 là số báo danh 011 Đỗ Thu Hà. Ngày sinh 12 tháng 11 năm 1994, Thu Hà hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Học viện Ngân hàng. Tham gia cuộc thi, Thu Hà mong muốn được giao lưu cùng tất cả các bạn bè trên cả nước và cũng như được học hỏi thêm kinh nghiệm làm đẹp cho bản thân và định hình được phong cách riêng phù hợp cho mình. Những thí sinh khác vẫn còn cơ hội để tiếp tục lọt vào vòng 2 và tham gia buổi truyền hình tiếp theo vào tháng 10 và tháng 11 năm 2014. Hãy tiếp tục gửi ảnh dự thi của mình vào email tapchidep.asia@gmail.com để đăng ký dự thi. Cuộc thi ảnh được bình chọn thông qua các lượt bình chọn cho các thí sinh dự thi ảnh trên fanpage của chương trình www.facebook.com/tapchidephntv. Hãy nhanh tay gửi những bức ảnh đẹp của bạn đến chương trình Tạp chí Đẹp để sở hữu những phần quà hấp dẫn của chương trình. Giải nhất, tổng trị giá giải thưởng 15 triệu đồng, sử dụng các dịch vụ làm đẹp tại các trung tâm thẩm mỹ uy tín tại Hà Nội, thương hiệu thời trang Mayhouse Designer và làm tóc tại Hair Specialist by Minh Phương. Giải nhì, tổng giá trị giải thưởng 10 triệu đồng, sử dụng các dịch vụ làm đẹp tại các trung tâm thẩm mỹ uy tín tại Hà Nội, thương hiệu thời trang Mayhouse Designer và làm tóc tại Hair Specialist by Minh Phương. Giải 3, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu đồng, sử dụng các dịch vụ làm đẹp tại các trung tâm thẩm mỹ uy tín tại Hà Nội, thương hiệu thời trang Mayhouse Designer và làm tóc tại Hair Specialist by Minh Phương. Hãy nhanh tay gửi những bức ảnh
ảnh đẹp của bạn đến chương trình Tạp chí Đẹp để trở thành